Chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn học viên Olympic toán lớp 8 vòng 4 năm 2017-18. Link thứ hai bắt đầu. Bắt đầu làm bài. Bài thứ nhất là sắp xếp. Sắp xếp thì sắp xếp từ bé đến lớn. Tổng này ta cứ tìm những cái này đi đã. Giá trị của x chia để cái này đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đạt giá trị nhỏ nhất khi cái bình phương này là nhỏ nhất. Mà bình phương này lại luôn lớn bằng 0 với 1x. Nên ta có cái nó đạt nhỏ nhất khi nó bằng 0. Bằng 0 tức là 2x chỉ là cộng với 1 phần 4 sẽ bằng 0. Thì 2x chỉ bằng trừ 1 phần 4. X chỉ là sẽ bằng trừ 1 phần 8. Ok. Tạm thời ta viết trừ 1 phần 8 này. Cho này nhỏ lại một chút. Giá trị nhỏ nhất của cái này. Bây giờ ta có này. Cái này ta sẽ phân tích ra dạng bình phương thì 5 sẽ bằng 2 nhân 5 bằng 2 đúng không? Ở đây ta sẽ có là x bình phương này. X bình phương cộng với 2 nhân với 5 phần 2. 2 nhân 5 phần 2 nhân với cả x đúng không? Vậy là cái thừa số thứ nhất là x, thừa số thứ hai nó sẽ là 5 phần 2 bình phương và chính bằng 25 phần 4 đúng không? Đó. 25 phần 4 thì ta sẽ cộng với 25 phần 4 vào đây. Cộng với bây giờ ta sẽ tách cái 7 ra để gồm có 25 phần 4. Ta sẽ lấy 7 trừ đi 25 phần 4. Vậy nó chỉ còn có 3 phần 4 thôi. Ta sẽ cộng với 3 phần 4 vào đây. Đó. Vậy là cái ta sẽ thấy này, cái cụm đằng trước này nó là dạng bình phương của một tổng. Đây, cái này. Bình phương của tổng nó chính là x cộng với 5 phần 2 tất cả bình phương này, thì ta thấy cái này đạt nhỏ nhất khi cái bình phương này bằng 0 và cái giá trị nhỏ nhất của nó chính là bằng 3 phần 4. Ta sẽ điền 3 phần 4 vào đây này, tạm thời là như thế. Giá trị của cái này với x bằng 4,25. 4,25 ta thay số vào đây rồi này, ta có đi 4,25 bình phương trừ đi 1 phần 2 nhân với 4,25 thì ta sẽ trừ đi 0,5 nhân với 4,25 cộng với 1 phần 16. Ok, vậy là kết quả bằng 16. Người ta điền 16 vào đây. Tiếp người ta đi so sánh, người ta sắp xếp. Không việc gì phải vội cả. Trừ 132, ta không cần điền. Nó là số ở đây rồi. Giá trị của cái biểu thức này với x bằng trừ 1 và y bằng 14. X, y, x nhân với y bình cộng với 2x y cộng với x y. Đây ta sẽ thấy này, cái này nó là y bình, đây nó sẽ là x y nên nó lại còn âm 1 thì ta không thể biến đổi cho nó về đây được. Căn nó không phải là dương nên ta không thể biến đổi nó là dạng căn của x được. Vậy ta sẽ đặt nhân tử chung này nè, ta sẽ là đặt nhân tử chung được cái gì ra, đặt nhân tử chung của x ra ngoài đúng không? Đấy. Ta sẽ đặt nhân tử chung của x ra ngoài. Còn bình thường nó mà cho x dương thì ta sẽ thấy cái này nó hàng đặc thứ luôn này. Nhưng mà x không dương ta không để được, ta cho hàng loại luôn. Y bình phương cộng với 2y cộng với 1. Cái này nó mới là dạng bình phương này. Cái x thì nó không liên hệ được vào trong. Đấy, cái này thì nó sẽ bằng x nhân với cả y cộng 1 tất cả bình phương rồi. Tất cả bình phương. Ta thay số vào đây. Nó sẽ là bằng trừ 1 nhân với cả. Đây là 15 bình phương. Y cộng 1 nó chính là 14 cộng 1 là 15 bình. 15 bình phương. Đấy thì ta tính. Ta bấm máy tính. 15 bình phương nó sẽ bằng 225, vậy là nhân với trừ 1 nó sẽ là 225
trừ 225, ta sẽ điền vào đây trừ 225 là chỉ của x thỏa mãn cái này này. Đây ta thấy x bình cộng 1 bao giờ lớn hơn 0, nó lớn hơn bằng 1, nên là ta chỉ xét cái trừ 2x trừ 5 là bằng 0, tức là 2x cộng 5 bằng 0, x chỉ là bằng trừ 5 phần 2. Đó, vậy là trừ 5 phần 2. Kế dưới, cái này ta sẽ đặt nhân tử chung 12 ra ngoài, thì ở trong nó còn 27 cộng với 73, nó chính là bằng 100. 100 nhân với 12 nó sẽ là bằng 1200, đúng không? 1200. Ta sẽ nhập vào đây 1200. Cuối cùng là 31, ở dưới là 7 và 4. Ok, vậy ta so sánh cái số này là trừ 132 đúng không? Trừ 132. Đây ta thấy ở đây là bé nhất là cái trừ 225 này, chính là cái này ta chọn luôn, rồi đến trừ 132. Ok, ta chọn rồi thì ta xóa đi để cho đỡ nhầm. Tiếp theo này, vậy ta cứ so sánh những cái âm chứ, nó là trừ 5 phần 2, đây chính là cái này, rồi đến trừ 1 phần 8. Ok, ta chọn luôn hai cái nhé. Chọn rồi thì ta lại xóa đi. Rồi đến 3 phần 4, 3 phần 4 nó rơi vào khoảng 0,75. Đây, chính là cái này, ta chọn luôn. Rồi đến cái 4 này, 7, đúng không? Chọn luôn 3 cái này. Đây, ta xóa 47 này đi. 3 phần 4 xóa luôn. Rồi đến 16 này, 31, 1200, ta chọn luôn. Đây, ok, vậy nó hoàn thành bài thi số 1. Chuyển sang bài thi số 2 thì tìm kho báu này. Đi từng ô 1, cho hình hành ABCD có góc A là 60, số đó góc C là bao nhiêu độ. Đây các bạn vẽ hình hành này, rất là dễ nhìn, bạn anh dễ hơn thôi, không có gì nó khó. Hình hành nó có hai cặp song song, vậy ta có cái này là A, đây là B, C và D, đúng không? Hai góc A bằng 60 độ thì góc B này, đây là góc A này, B, C, đây là D này, à, tại vì A nó nhỏ, đây là 60 này, thằng này cộng thằng này bao giờ cũng bằng 180, và thằng này bao giờ cũng bằng với thằng này, thằng này cũng thế, thằng này cũng bằng thằng này, thằng này cộng thằng này cũng bằng 180, đấy, tóm lại là góc C bằng góc A, tại hai góc nó đối. Nên là nó bằng 60. Ok, ta điền 60 này. Tiếp theo, cho thằng F DEF cân tại D có góc D bằng 70 độ thì số đó góc E là cái nó cân tại D, nó có D bằng 6 bằng 70 độ. Đây, ta vẽ cái hình tam giác là để cho dễ nhìn, ta không cần vẽ, ta cũng biết là cái góc kia nó chính là bằng 180 trừ thì 70 là cả chia 2. Đây, đây là D này, cần tại D này, D, E, F. Đây, nó cho góc này là 70 rồi. Đây, bây giờ ta cũng có, nó đã cân thì hai góc này bằng nhau này, hai góc này bằng nhau. Và tổng số đo của ba góc trong một tam giác là bằng 180 này. Tổng hai góc này nó sẽ là 180 trừ đi 70 là 110. Đấy, nên là mỗi một góc này nó sẽ bằng 110 chia 2 này, tổng bằng 55, đúng không? Ok, tôi điền 55 vào đây. Tiếp theo, rút gọn biểu thức này, 6x cộng 7 2x cộng 3. Cái này chắc là phải nhân vào thôi, chứ chắc có cách nào ta nhân vào thôi. Nhận nha. Đây, cái này là 62x bình phương. 12x bình phương trừ đi 18x luôn. Trừ 18x. Tiếp theo, 12x bình phương này trừ 18x này, cộng với 14x này. Đấy, trừ đi 21. Tiếp theo là bên này, ta sẽ là trừ đi 12x bình phương
Trừ 12 bình phương kéo tổng là cộng 10 7 cộng với 7 đúng không? Cộng 7 tiếp theo là trừ đi 3x trừ 3x cộng với 7 phần 4 và tiếp theo này. Ta sẽ có 12 bình là chỉ tiêu hết. Cái này là còn trừ 4x, trừ 4x với cái này 4x là hết, cũng là hết x. Cuối cùng chỉ còn có 7 phần 4 này, 7 phần 4 trừ đi 21, cuối cùng chỉ còn có thế đó. Ta sẽ lấy 7 phần 4 trừ đi 21, nó sẽ bằng trừ 77 phần 4. Trừ 77 phần 4, ta tự lấy cái này chia cho 4 ha. Ta chuyển lên đây ra. Nó là trừ 19,25, nó chính là đây, chính là trừ 19 1 phần 4 đấy. Ok, vậy đáp án này. Tiếp theo. Đa thức này được phân tích thành nhân tử này. Cái này ta sẽ đưa về dạng hiệu hai bình phương. Đây ta sẽ có này, chính là x gì, x bình phương trừ y bình phương, trừ y bình phương nhân với x bình phương cộng y bình phương. X trừ y nhân với cả x cộng y rồi cuối cùng là nhân với cái này. Ok, đây vậy là cái nó chính là đáp án này đúng không? Cho chiều y bằng 50 độ, một điểm A bất kỳ nằm trong góc đó, vẽ điểm B đối xứng với A qua OX, vẽ điểm C đối xứng với A qua OY, cho số đó khi đó số của POC này, để ta phải vẽ hình này. Nó nói khá phức tạp nhưng mà vẽ hình xong thì thấy nó dễ ớt mà. AC OY ý chỉ nhá. Cái này là bằng 50. Một điểm A bất kỳ nằm trong góc đó, vẽ điểm B đối xứng với A qua tia OX, đối xứng với A qua OX. Đây chính là B này, đây là A. Điểm C đối xứng với A y, tức là điểm C ở đây, đây là C, bên nó cần tìm B, có C bằng bao nhiêu? Ta kẻ cái này, bây giờ ta có này, cái C này đối xứng với A của y đúng không? Và B này nó đối xứng với A qua OX nên ta có góc này bằng rộng bằng góc này. Đấy, góc này bằng rộng bằng nhau, góc này với góc này cũng bằng nhau. Đấy, đây là tổng cái bốn góc này, nó chính là COB là cái góc cần tìm. Tổng bốn góc này nó sẽ bằng hai lần của góc XCOY, hai lần tổng của góc XCOY thì nó chính là bằng 2 nhân với 50 thì nó sẽ bằng 100. Vậy là bằng 100. Ok, được nhiều thế ra, ta đi làm câu này nữa. Cho các số x, y, z thỏa mãn x bình cộng 2y cộng 1 bằng 0, y bình cộng 2z cộng 1 bằng 0, z bình cộng 2y cộng 1 bằng 0. Giá trị của biểu thức p bằng cái này này, này cũng kinh đấy. Đây ta sẽ đi phân tích. Ta thấy ba cái này được bằng 0 đúng không?
người ta sẽ cộng cộng 3 ra lại thì nó vẫn là bằng 0. Chúng tôi giải phương trình ta sẽ có là x bình phương này. Cộng với cả 2y bình cả 2y cộng với 1 cộng với cả tiếp theo ta sẽ nhóm này ta thay thôi, đây này y này cộng với 2z cái này là z này cộng với 2x cái này là 0 nữa. Ta sẽ thấy ta nhỏ x bình cộng 2y cộng 1 này, y bình cộng 2y cộng 1 này, z bình cộng 2z cộng 1. Vậy thì nó sẽ xuất hiện ở đây này, x cộng 1 tức là bình phương cộng với cả y cộng 1 tức là bình phương cộng với z cộng 1 tức là bình phương, cái này bằng 0. Đó. Thì ta thấy là ba cái này đều là bình phương, nên là tổng của ba cái bình phương bằng 0 khi mà chỉ khi cả cái ba cái đồng thời bằng 0, tức là x chỉ ở đây bằng trừ 1, y cũng thế bằng y bằng z mà bằng z này. Ta sẽ thay vào đây mũ 2016 nó là mũ chẵn nên là trừ 1 mũ 2016 bằng 1. Vậy là cái p này nó sẽ là 3 đúng không? Phương cộng 1 cộng 1 phương cộng 3, ok chọn 3. Rồi có thời gian ta làm tiếp câu này xem giá trị của biểu thức A bằng cái này, A bằng cái này tại C bằng 17 là X trừ 7. Ta cứ đặt cái ta cứ nhóm X trừ 7 ra ngoài xem nào, x trừ 7 nhân này, này nó sẽ còn x trừ 7 trừ đi cái nhóm này trừ 8x trừ 3 8x trừ 3 đúng không? Rồi ta sẽ cộng với cả x nhân x trừ 3 nữa, x trừ 3 ở đây ta sẽ có là x trừ 7 x chiều 7 nhận về ở đây là này chiều 7x đúng không? Nó sẽ là chiều 7x chiều 10 chiều 7x chiều 10 lại cộng với này cộng với cái này ta thấy nó cũng không được đẹp đúng không? Không được đẹp, tôi ta sẽ thay trực tiếp ở đây. Thay x chỉ bằng 17 này, tính cho nó nhanh. Được x chỉ 7 bằng 10, nó sẽ là 10. Nhân lại cả trừ 7 nhân 17 trừ đi 10, đúng không? Cộng với 17 nhân lại cả 17 chữ 3 là 14 đúng không? Đây, 17 chữ 3 là 14. Bây giờ ta sẽ lấy máy tính vào 10 nhân với cả chữ 7 nhân 17 chữ 10 đúng không? Cộng với 17 nhân 14. Đây, cái đáp số nó bằng chữ 1052. Tại sao lại là không có đáp án nào trong này vậy? 10 để nhân với trừ 7 nhân 17 à này, đây nhầm, ta không phải là x trừ 7 mà là phải là nhóm 7 chữ x ra ngoài này. Đây phải là 7 chữ x này. 7 chữ x thì ta sẽ có cái này nó sẽ là 7 chữ x đúng không? Cái này cũng phải là 7 chữ x trừ
trừ đi cái này thì ta sẽ có là cái này nó sẽ là 4 trừ đi 9x đúng không? Này nó sẽ là 4 trừ 9x này. 4 trừ 9x. Này vẫn giữ nguyên, ta thay số này. 7 trừ đi 17 nó sẽ bằng trừ 10. Trừ 10 nhân về cái này nó sẽ là 4 trừ đi 9 nhân với 17 nữa. Cộng với 17 nhân 14, ok. Vậy ta sẽ tính lại. Sẽ là trừ 10. Trừ 10 nhân với 4 trừ đi 9 nhân 17. Đúng không? Cộng với 17 nhân 14. Nó sẽ là 1728. Đây phải đáp án này, ok. Rồi ta về đích rồi. Vậy là hoàn thành bài thi số 2. Ta chuyển sang bài thi số 3 này. Bài thi số 3 là 12 con giáp. Đọc. Số tự nhiên 11122 được viết thành tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Số nhỏ là tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Đây ta sẽ có dạng này như này. Thực ra thì ta có thể thử từng cái một, nhưng mà không có gì phải thử. Ta sẽ có là 11122, nó sẽ là bằng n đúng không? Bằng n nhân này, n là cộng 1, hai số tự nhiên liên tiếp. Đấy, nên là ta cho cái này nó sẽ bằng n bình phương cộng với cái n. Đó. N bình phương cộng với n thì ta sẽ có cái n bình này cộng với n trừ đi cái này bằng không, cộng với n trừ đi 11122 bằng không. Thì ta sẽ thử như này. Các bạn nào lớp 8 là chưa giải phương trình đúng không? Ta sẽ phải tìm cách là nhập nghiệm để tách cái này ra. Bắt buộc phải nhầm nghiệm thôi. Nhầm nghiệm thì cách nhanh nhất thì các bạn phải giải ra nghiệm của nó. Nó sẽ là bằng 333, 333 hoặc là trừ 334. Đây là số tự nhiên đúng không? Nên là chắc chắn là chỉ có 333 này thôi. Đây, thì nó sẽ chính là 333 bình phương. Bây giờ ta sẽ nhóm vào đây. Nó có dạng này. Nó là n trừ đi 333 này. Thì ở đây ta sẽ tách cái này ra thành 333. Trừ 333. Bây giờ một cái nó sẽ là trừ đi. Tách cái này ra. Ta sẽ đây, ta sẽ làm cái này này. Cái này không được đấy. 1111222 trừ đi 333. Đó. Thì nó sẽ ra cái này. Cái này nó chính là 333 bình phương. Đó. Đây ta sẽ có là n trừ đi 333 cộng với cả n bình phương trừ đi cái nào chính là 333 bình này. Không tin thì căn nó ra, nó chính là đây, chính là 333 chưa, 333 bình phương cái này bằng không này. Để bây giờ thì ta sẽ đặt nhân tử chung n trừ 333 ra ngoài thì ở trong nó chỉ còn 1 cộng với n cộng 333 3 thôi. Đấy thì là n nó là số tự nhiên nên là n cộng với 334 thì đương nhiên nó phải lớn hơn 0. Thì ta không cần xét. Ta chỉ xét n bằng 333 thôi. Đấy, tóm lại là số nhỏ này là 333.
Tiếp theo, biết 23x 5y chia hết cho 2, 5 và 9 thì x cộng y có giá trị là beta gọn, là cái này chia hết cho 2 và 5 thì chắc chắn cuối cùng là phải là bằng 0. Nên cái y này bằng 0 thì ta sẽ có dạng là 23x 50, đúng không? Cái này lại chia hết cho 9. Chia hết cho 9 thì ta phải có là 2 cộng 3 cộng 5 cộng x gì, cái này chia hết cho 9 thì tức là 10, đúng không? Cộng với x gì chia hết cho 9 đấy, thì x gì ở đây bắt buộc là phải bằng 9 đó. Chỉ có 9 là bằng 8, x gì ở đây chắc chắn bằng 8 đấy, thì ta sẽ có là cái y cộng với x bằng 0 cộng 8 là bằng 8 đó. Ok, câu tiếp theo, số tự nhiên n để n cộng 8 chia hết cho n cộng 3 nè, n cộng 8 chia hết cho n cộng 3 đây, ta sẽ có cái dạng này, cái phân số thôi, n cộng 8 ta sẽ tách nó thành n cộng 3 cộng với 5 để chia cho n cộng 3, đây nó sẽ là bằng 1 cộng với 5 chia cho n cộng 3, đúng không? Ta nên nhớ là n đây là số tự nhiên nhé, n là số tự nhiên nên cái tổng này không thể âm được, cái tổng này này tổng n cộng 3 không thể âm được, nên là ta sẽ có cái này này, cái n cộng 8 chia cho n cộng 3 thì cái n cộng 3 phải là ước của 5, thì n cộng 3 chỉ có thể là bằng 5 mà. N cộng 3 chỉ có thể bằng 5, tại vì là cái này nó là số tự nhiên thì n cộng 3 và nó hơn một bằng 3, không thể bằng 1 được, 1 hay trừ 1 đều không được, trừ 5 thì càng không được. Đấy, nên là n đây nó sẽ là bằng 2. Ok, vậy ta điền 2 này, tỷ số độ dài hai cạnh của hình bị hành là 34, còn chu vi của nó bằng 28 cm, tổng độ dài hai cạnh lớn của hình bị hành là bao nhiêu cm? Đây ta có cái hình bị hành như này, hình bị hành có hai cạnh song song bằng nhau, đây cái này là 4 này, đây là 3 này, được chưa? Ta có nửa chu vi của nó, nửa chu vi thôi nhá, mình chỉ tính nửa chu vi thôi. Nửa chu vi thì nó sẽ là bằng tổng hai cái cạnh kề nhau này, tổng là hai cạnh kề nhau. Đấy, nửa chu vi là bằng 28, nửa chu vi là bằng 28 chia 2 là bằng 14, đúng không? Đấy, C trên 2 là bằng 14. Bây giờ ta sẽ có là tổng hai cạnh 14 thôi. Ta lại có là cái hình hành này có một chiều, ta cứ gọi cho cái cạnh dài là dài hơn đi, thì ta sẽ phải có là 4 phần, đúng không? Đấy, thì khi đấy thì cái cạnh ngắn nó phải là 3 phần đúng nhau. Đấy, vậy là tổng chỗ này nó sẽ là 3 phần 14 phần 7 phần, đúng không? Đấy, 7 phần mà tương ứng với 14 thì mỗi một phần là bằng 2. Đấy, vậy là mỗi một phần là bằng 2. Thì cái này nó sẽ là 2 nhân với cộng 4 phần nhé. Đấy, 2 nhân với 4 phần, còn cái này là 2 nhân với 3 phần. Nhưng mà nó hỏi nên tổng độ dài hai cạnh lớn của hình bình hành, thì tức là ta tính cái cạnh lớn này xong rồi cộng hai cạnh này, mà hai cạnh lớn thì đương nhiên bằng nhau rồi, thì ta sẽ nhân với 2. Vậy ta sẽ lấy 2 nhân 4 là bằng 8, 8 nhân 2 là bằng 16. Tổng là hai cạnh này là 16. Ok, cho hình thang cân đáy nhỏ CD bằng 4A cộng B bằng 1 phần 2 C cộng D. AC vuông góc với BC, cái này ta vẽ hình chu vi hình thang cân ta có đáy nhỏ CD, đúng không? Thì đây là A này, B, C và D. Ta có góc A này cộng với góc B bằng 1 phần 2 C cộng D. Đấy, thì ta sẽ suy ra được luôn là cái D này bằng 2A, D bằng 2A và C bằng 2B luôn.
tại vì đây là hình thang cân mà. Đấy. Ta lại có tiếp này. AC vuông góc với BC. AC này là vuông góc với BC đúng không? Đây là vuông này. Bây ta có là cái A này. Cái đây là cái hình thang cân đúng không? Thì ta sẽ có cái D này cộng với A này và bằng 180. 180. Đấy. Mà cái D này bằng 2A nên là 180 nó chính bằng tổng hai này nó sẽ bằng 3A đúng không? 3A nó cũng chính là 3B luôn. Vậy là A nó bằng 60. Chỉ là B cũng bằng 60. 60. Đấy. Thì về cái góc nhỏ này là 30 không? Đấy, thì cái này là 30. Tại vì tổng A nó 60 mà. Nên cái này là phân giác luôn. Đây, ta có là cái độ dài của cái CD này là bằng 4, 4 đúng không? Đấy. 4, cái này là cái này là 90 này. Đấy. Ta có cái này là 60 đúng không? 60, cái này gấp đôi là 120. Và 120 trừ đi 90 thì nó bằng 30 đúng không? Thì vậy là cái này bằng 30. Cái này bằng 30. Thì phải hai cái này bằng nhau thì tam giác này cân tại D thì về ta sẽ có một cái AD này bằng 4 luôn rồi. Đấy, cái này bằng 4. Bây giờ chỉ cần tính cái AB này thôi. Ta có này trong cái tam giác vuông này. Trong cái tam giác vuông mà có một cái bằng 60, một cái bằng 30 này thì ta sẽ có là kẻ cái trung tuyến này. Đấy. Cái trung tuyến này thì cái này nó sẽ bằng cái này đúng không? Ba lần là trung tuyến mà phải đi qua trung điểm. Ta lại có là cái này bằng cái này đúng không? Và ta lại có là cái này sẽ bằng cái này và bằng cái này. Tại vì đây là tam giác vuông. Đấy, thì ta có tính chất trung tuyến nó sẽ bằng 1/2 của cái huyền. Nên mà trong cái tam giác này lại có một góc 60 độ nữa, cái tam giác cân một góc 60 độ và tam giác đều nên cái này cũng bằng. Tất nhiên cái này phải bằng cái này, bằng cái này. Và cái này là bằng 4, thì cái này là bằng 4. Vậy tổng ở dưới này, tổng ở dưới này nó phải bằng 8 đúng không? Vậy là cái chu vi của nó sẽ phải là 4 cộng 4 cộng 4 là 43, 12, 12 cộng 8 là bằng 20. Vậy chu vi của nó là bằng 20, ok. Trong mặt phẳng tọa độ OI ghi cho điểm M này, điểm M nằm trong góc phần tư thứ bao nhiêu? Cái này ta vẽ góc phần tư rồi. Này, bạn là cái tọa độ radian thì nó chạy theo chiều này. Đây là góc 1, đây là góc 2, góc 3 và góc 4. Này ta có M là x thì là âm, x thì âm thì nó là đây, đúng không? Y hiện dương nó nằm đây. Vậy là kẻ này nó nằm trong góc phần tử thứ hai. Vậy là góc phần tử thứ hai, ok. Giá trị của xc để biểu thức p bằng cái này là giá trị lớn nhất. P bằng cái này là giá trị lớn nhất. Cái này đạt giá trị lớn nhất khi mà cái biểu thức trước cái dấu trừ này nó phải đạt giá trị nhỏ nhất, tức cái bình phương này nhỏ nhất. Bình phương này nhỏ nhất khi nó bằng không, tại vì bình phương mà được lớn bằng không. Đấy, tức là thế thì cái biểu thức này nó đạt được giá trị lớn nhất khi xc đây nó sẽ là 2x bằng 3 đúng không? Thì xc sẽ bằng 3/2. Để dạng số thập phân đơn giản nhất, 3/2 thì đương nhiên là bằng 1.5 rồi. Ta điền này 1.5. Số thập phân, ok. Giá trị lớn nhất của đa thức h bằng cái này này. Vậy ta có, ta sẽ phân tích ra thôi. Cái chữ h, bây giờ h nó sẽ là bằng, ta sẽ trừ ra ngoài, trong nó sẽ là xc bình phương. Cái bình phương trừ đi 4x đúng không? Ở đây phải cộng được 4, rồi lại trừ đi 4. Ta phải thêm bớt, tại vì đây là 2, trừ 4 thì chính là 2 x 2, 4 bằng 2 x 2.
nhưng một cái phải là 4 một cái này. Đây. Ok, vậy là h nó sẽ bằng trừ xc cộng với cả xc trừ đi 2 đúng không? Tất cả bình phương. Trừ 2 tất cả bình phương. Đấy, trừ đi 4. Trừ đi 4 thì ta phá ngoặc ngoặc 2 cộng 4. Ok, vậy là cái giá trị lớn nhất của h này khi cái bình phương này là bằng 0. Đấy. Khi cái biểu thức trong cái trừ này là nhỏ nhất, cái tương hưởng nhỏ nhất khi nó bằng 0. Đấy, thì cái này bằng 0 rồi thì h nó phải này. Giá trị lớn nhất của nó là phải bằng 4 đúng không? Ok. Tiếp theo, giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng cái này này. Thì nhỏ nhất khi cái này nhỏ nhất, cái này nhỏ nhất là bằng 0 này. Đấy, thì cái biểu thức A nhỏ nhất là bằng 5 đúng không? Ok. Quay này. Cho hình thang ABCD có AB song song với cả CD có góc B bằng 85 độ. Số đó ngoài tại điểm C là bao nhiêu độ? Này ta vẽ hình dễ nhìn lắm. ABCD có AB song song với CD đúng không? Góc E là 85 độ. Nên ta không để góc B trên này được. Ta chuyển B sang đây. AB CD AB song song với CD góc B bằng 85 độ. 85 này, số nó ngoài tại vị C này. Đây, góc ngoài chính là góc này. Hoặc này. Góc này hoặc góc này, tổng này hai góc này bằng nhau thì góc nào gọi là góc ngoài không quan trọng. Nó đều là một góc hết. Góc này vẫn bằng cái góc ba là bằng góc này. Góc này cũng bằng góc này, hai góc này bằng nhau này là do đồng vị này, còn hai góc này bằng nhau là do số này trong này. Đấy, tổng này là cái góc ngoài C vẫn là bằng 85 độ nữa, bằng góc B luôn, 85 độ. Ok, vậy là hoàn thành bài thi số 3. Vậy là hoàn thành bài thi số 3 cũng kết thúc Quy Olympic toán lớp 8 vòng 4 năm 2017-18. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.